Sáng nay, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 và trao bằng tốt nghiệp năm 2024. Năm học vừa qua, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai 36 học sinh tốt nghiệp. Trong năm học 2024-2025, nhà trường có 226 học sinh đăng ký dự tuyển. Kết quả có 108 học sinh trúng tuyển nhập học, trong đó 9 em theo học thanh nhạc, 11 em học múa, 37 em theo học nhạc cụ truyền thống và 51 em học nhạc cụ phương Tây. Phát biểu tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lê Thị Ngọc Loan đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời đề nghị, trong năm học mới, nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và hiệu quả công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Dịp này, nhà trường đã khen thưởng học sinh xuất sắc và trao 4 suất học bổng toàn phần, 9 suất học bổng bán phần và 11 suất học bổng Agribank cho học sinh đạt kết quả cao trong học tập. Ngoài ra, nhà trường trao 5 suất học bổng cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi.